bạn nhá. Hôm nay chủ nhật mình phơi hết quần áo trong tủ của mình ra để mình phơi nắng cho nó thơm. Bây giờ mình tối giờ mình mang quần áo vào để mình gấp, xong là mình cho vào tủ cho nó sạch sẽ gọn gàng đây các bạn ạ. Đẹp này các bạn, đã mang quần áo ra phơi chưa? Nhưng mình mang ra phơi rồi thơm tho lắm các bạn ạ. Các bạn xem video của mình ngày mai thì mang quần áo ra phơi xem có thơm không các bạn nhé. Xếp áo một bên, quần một bên, lúc nào mình lấy mình dùng thì nó dễ các bạn ạ.
5 năm không? Đấy, rất 5 năm còn cả dù cái tủ nó rất là xấu nhé. Này cái tủ rất xấu nhưng mà trong quần áo của mình sẽ rất may mắn. Mặc lên nó thoang thoảng mùi thơm của nắng này. Quần áo của mình cũ, toàn quần áo cũ thôi các bạn ạ. Áo của mình này mua cách đây chục năm rồi mình vẫn mặc. Mình sẽ gọn gàng sạch sẽ rồi. Video của mình kết thúc tại đây. Mình xin chào các bạn nhé.